rất là dài và cổ nó rất là dài, hàng rất là đẹp. Đó, cái loạt sâm này. Đó, củ sâm thì mọi người có thể nhìn cái chất lượng của cái kính chào tất cả quý ba anh chị. Thì ngày hôm nay em về một cái lô gọi là sâm bùi nhá. Cái hàng này thì nó là sâm gốc, là củ sâm rừng, cái loại mà ngày xưa nó nhỏ nhỏ đây. Lúc mà bọn em mua thì nó nhỏ nhỏ như thế này. Đây. Đấy, cái củ này là lúc vùi xuống là nó bé như cái đầu ấy, là một lúc mua ở rừng ấy là người ta khai thác được cái củ bố củ mẹ, thì xung quanh nó có những cái củ con to là bé hơn như thế này. Bây giờ là trồng sau rất là nhiều năm rồi thì hiện tại là bây giờ là em bắt đầu khai thác lên thì để bán. Thì cái loạt này thì nó có một cái hay ở cái chỗ là hàng thì rất là dài và cổ nó rất là dài, hàng rất là đẹp. Đó, cái loạt sâm này. Đó, củ sâm thì mọi người có thể nhìn cái chất lượng của cái lô sâm này thì nó, nếu mà để đánh giá thì chắc là nó chỉ thua sâm rừng một chút thôi. Đó, đây có những cái củ nó cũng rất là dài. Đó, đây là dài hàng gang tay luôn. Cái loạt sâm này thì với cái giá thành của nó thì như thời điểm bây giờ thì nó cũng không còn quá là cao như ngày trước nữa. Đó, đấy những cái củ sâm này rất là dài. Hàng này thì nói chung là ngâm rượu hay là thái ngâm mật thì đều ok cả. Nó cứng lắm mọi người ạ, bởi vì là cái sâm hàng vùi của rừng này về trồng sau nhiều năm ấy, thì nó rất là cứng và nó vẫn còn cái nét gọi là nét của củ sâm rừng nó rất là rõ ràng. Đây, tại lý do mà gọi là sâm đen nhé, thì có những cái củ này nó tím ở bên ngoài da nó như này, nó đúng như chất sâm Ngọc Linh của Kon Tum của miền trong, nhưng mà cái củ sâm ấy thì cái da sâm nó đúng màu đấy luôn. Và cái hàng này thì tại sao bọn em đào lên bán, bởi vì nó như này, những cái luống sâm này thì hiện tại bây giờ nó không cho cái chất lượng hạt còn quá là cao nữa, vì khi mà cái năng suất của hạt ấy là nó không còn quá là lớn nữa rồi. Đó, bởi vì là nó có một cái độ tuổi nó cao thì bây giờ bọn em khai thác để bán. Còn đâu những cái củ nào mà to dài vẫn còn cứ tiếp tục lớn và dài hơn nữa ấy, thì bọn em sẽ tiếp tục giữ lại. Còn đâu những cái củ như thế này ấy, thì là bọn em bắt đầu bán. Bởi vì sao? Khi mà nó ở trong cái môi trường mà nuôi trồng ở trong cái điều kiện ấy thì là bắt đầu cái rễ của nó ít dần đi và cái củ của nó không tăng trưởng nhiều đâu. Và cái loại này là nó đã bắt đầu ngủ đông rất là sớm, và cái cây của nó ngủ đông sớm thì là nó sẽ không lớn và cái năng suất của nó không còn cao nữa, thì bắt đầu là khai thác để bán đi. Mỗi một năm thì bọn em sẽ phải bán đi một lượng, một cơ số. Đây ví dụ như kiểu là chỗ này thì chắc là được khoảng tầm hơn 2 cân. Cái hàng này thì nó sẽ trung bình khoảng tầm 12 đến 15 củ một cân. Đó, đây có những cái củ như này. Đó, những cái loại như này, những cái rễ như này thì trồng xuống thì nó vẫn cứ lên thôi. Nhưng mà nếu mà để đánh giá thì nó không còn năng suất nữa thì bọn em sẽ bán đi. Và củ nó rất là đẹp. Đó, nếu mà nó tiếp tục dài ấy, nó khoảng thêm vài năm nữa ấy, thì nó sẽ dài và đẹp và củ nó sẽ thuôn nhỏ. Nhưng mà nếu mà để chơi thì hiện tại như bây giờ thì bọn em sẽ bán. Cái hàng này thì cái giá của nó sẽ, mọi người sẽ phải liên hệ với em số điện thoại 0368950889 hoặc kết bạn Zalo của em nhé. Bởi vì nếu để đánh giá thì chơi em sẽ báo một cái giá tốt và hợp lý cho mọi người, mọi người biết. Vì bây giờ nó không còn quá là cao như ngày xưa nữa rồi. Ngày xưa thì nó rất là cao nhưng bây giờ thì nó cũng hợp lý để mà chơi. Nhưng mà cái giá thì em cũng sẽ không báo trên video, vì thực ra là rất là nhiều người vào xem video của em sau đó là bán một cái hàng khác không giống như hàng này nhưng báo cái giá rẻ, chụp hoặc là lấy ảnh của em, nhiều khi là nó ra là nó rất là mất uy tín. Đó, hàng thì nói chung là nó không phải là có quá nhiều. Và đây này, nó có một số củ thì nó to lên và nó vẫn có rễ, nhưng mà cái hàng này ấy, là cái giống sâm Lai Châu này, nó có một cái đặc điểm này, có những củ về mà trồng ở cái điều kiện trong môi trường mà mình chăm sóc ấy, thì nó lại không dài, nó lại cứ to gốc ra, xong rồi nó chỉ lên 5-6 mát thôi, xong nó cứ ngủ đông.
đây có năm nó có lên, có năm nó không lên đâu. Đó, nó lạ cái chỗ đấy. Và có những cây thì nó lên như thế này. Đó, nó rất là buồn cười. Nhưng cái loại này thì em có ít thôi, không có mấy cân. Bởi vì em bới ra thì thấy cái củ nào nó không ok thì em sẽ đào lên hết. Còn đây, nó vẫn là chất lượng mà ở đất nền rừng và mùn. Mọi người nhìn này, đấy, nó vẫn được trồng ở nền rừng và mùn hết, đất mùn hết. Nên là cái vấn đề chất lượng nó rất yên tâm. Và có những cái củ nhá, cái giống sâm ấy thì nó rất buồn cười, nó rất khó tính ở chỗ như này. Nó chỉ cần ở một cái chỗ nào mà nó hơi thiếu nắng một tí. Ý, đấy, riêng ở sâm rừng này nhá, nếu ở rừng thì lại không vấn đề gì cả. Nhưng hơi thiếu nắng và hơi khô một tí cái nó không ra rễ luôn. Đấy, nó cứ thành như thế này, nó không có rễ, nó cứ cục như thế này luôn. Đó, nó rất là buồn cười ở cái chỗ này. Đó, nhưng nếu mà nói về mọi người nhá, nếu chơi sâm này nhá, uống cái sâm này hay ăn cái sâm này nhá, nó thơm tương đương với sâm rừng luôn. Đó, bởi vì cái xuất phát điểm của nó là những củ sâm rừng, nó ngon cực kỳ ấy. Bình thường thì một năm ấy, em vẫn nhổ khoảng tầm đôi ba cân về để làm gì, để ngâm mật cho mọi người gia đình ăn. Đó, hàng thì rất là đẹp. Đó. Đấy, ví dụ như nói chung là cái củ nào thì tại sao nó gọi là sâm đen, vì cái da nó rất là đen. Đấy, trồng trên cái nền đất rừng và mùn, củ rất cứng luôn, cứng đơ luôn. Đấy, cứng lắm. Đấy, nếu mà nói là chất lượng đó. Đấy, như cái củ ngày xưa đây, ngày xưa thì nó có một cái củ như thế này. Đó, nó phải đến 7-8 tuổi ở ngoài rừng rồi nó mới to được bằng ngón tay cái. Sau đó là mình về mình trồng, bắt đầu nó ra mấy đốt dưới, ra một cái trứng ở dưới này. Đó, bọn em này cứ gọi là cái biểu củ. Đó, sau đó là bắt đầu nó chia nhánh như này. Đấy, nó lên từ đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nói chung là một cái củ như này, nếu nói khoảng tầm 17-18 năm thì mọi người đôi khi không tin, nhưng nó là sự thật. Đó, có đâu như cái củ này này thì nó ra rất là nhiều biểu. Nếu mà từ cái củ cái ở phía bên dưới này đếm lên thì nó rất là nhiều mắt. Một củ rất là dài và đẹp. Đó, hàng này thì nói chung là để mà chơi thì nó rất là giá trị. Đó, thì nói chung là em thì không có quá nhiều cái hàng này đâu nhá. Thì mọi người mà nhanh tay thì mọi người không thì mọi người gọi thẳng hoặc nhắn tin vào số 0941632236 của em ấy. Thì em sẽ trả lời mọi người về cái giá của cái hàng này. Nói chung là nó không quá đắt để cho mọi người chơi. Đó, thì để mà chơi thì rất là phù hợp. Đó, rất là cảm ơn quý cô ba anh chị đã theo dõi hết video của em. Kính chúc mọi người một ngày mới làm việc vui vẻ, những buổi tối bên gia đình hạnh phúc. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở video sau.